Thưa quý vị, sáng nay thành phố Đà Nẵng khởi công xây dựng tuyến đường kết nối từ cảng Liên Chiểu đến đường tránh Nam Hải Vân Tuy Loan. Đến dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Cao Phi Hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và nguyên lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng qua các thời kỳ. Công trình đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có tổng chiều dài 2,963 km, vận tốc thiết kế 60 km một giờ, kết cấu mặt đường cấp cao A1 với các hạng mục công trình chính như xây dựng các cầu vượt các mức tại nút giao đầu tuyến với đường sắt Bắc Nam và đường Nguyễn Văn Cừ quốc lộ 1A, cầu vượt các mức tại nút giao cuối tuyến với đường tránh Hải Vân, Tuy Loan, đảm bảo các dòng xe ra vào cảng độc lập, không giao cắt khi qua nút, xây dựng cầu qua kênh theo kế hoạch và xây mới cầu Liên Chiểu, xây dựng hầm chui đường vào Suối Lương và hầm chui đường nội bộ khu công nghiệp Liên Chiểu và xây dựng mới, đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, cáp thông tin, thoát nước và các công trình phụ trợ khác. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng hoàn thành đường ven biển nối cảng Liên Chiểu sẽ cùng với trục đường cao tốc Bắc Nam đang được triển khai và tuyến đường sắt quốc gia đoạn qua địa phận Đà Nẵng sẽ tạo nên ưu thế tiếp cận chiến lược đa phương thức cho việc khai thác cảng Liên Chiểu, xứng tầm vị thế của một cảng đặc biệt trong tương lai, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đến mạng lưới đường bộ quốc gia và ngược lại, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động vận tải đối với môi trường cũng như an toàn giao thông khu vực. Để sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi đề nghị Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố, đơn vị được giao làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức quản lý điều hành dự án đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả của dự án. Cùng với các nhà thầu thực hiện nghiêm túc những nội dung các bên đã cam kết từ buổi lễ hôm nay và theo hợp đồng đã được ký kết. Đề nghị các sở ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương trong phạm vi chức năng của mình tiếp tục phối hợp hỗ trợ với ban quản lý và nhà thầu triển khai thực hiện dự án tốt. Cũng nhân dịp này, rất mong bà con nhân dân trong khu vực chia sẻ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai thi công thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 1.203 tỷ đồng, trong đó từ nguồn vốn ngân sách trung ương 500 tỷ đồng và ngân sách thành phố. Thời gian hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong năm 2025.